Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với chương trình Cuộc sống đa diện. Đây là chương trình giới thiệu đến quý vị những đề tài khác nhau trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, Bích Phượng xin hân hạnh giới thiệu Multicultural Fest. Đây là một hội non-profit, tức là hội bất vụ lợi. Và để tìm hiểu thêm chi tiết thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện sau đây. Trước hết Bích Phượng xin hân hạnh giới thiệu anh Dũng Bùi. Dạ vâng. Hello anh. Dạ thưa chào chị Bích Phượng, lâu lắm rồi mới gặp lại chị. Yes. Cảm ơn chị đã cho tụi em lên cái chương trình show của chị để nói chuyện về cái Multicultural Fest của tụi em. Thưa quý vị, anh Dũng Bùi là Vice President của hội Multicultural Fest. Và ngày hôm nay thì anh đại diện hội để giới thiệu đến chúng ta những chi tiết về cái sự kiện này. Và nói đến cái Multicultural Fest thì Bích Phượng thấy một cái logo rất là đẹp và đầy ý nghĩa. Dạ, xin bạn giải thích. Dạ vâng, đây là một cái người nó design cái logo này cho tụi em. Thì đó là một cái hình nón lá chị. Và trên đó có 5 chầu. Yeah. Rồi mình kết hợp lại với nhau. Thì cái mục đích của hội tụi em đó thưa chị là tức là kết hợp những dân tộc khác với nhau để mình giữ cái nền văn hóa. Đó là cái mục đích của hội tụi em. Ok. Và thưa quý vị, nhân dịp lễ Vu Lan tháng 8 này thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu hội của anh Dũng sẽ có một chương trình rất đặc biệt cho lễ Vu Lan với chủ đề mà Bích Phượng rất là thích luôn. Đó là Remembrance, tức là nhớ. Dạ vâng. Và được tổ chức ngày 11 tây tháng 8 lúc 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Như vậy là mình tổ chức buổi trưa. Dạ vâng, tại vì cái đây là một cái chị Bích Phượng cái đề tài nhớ đây đó. Mình nhớ tới mẹ mình, tức là công đã sanh ra mình và nuôi nấng mình. Yes. Thì cái ngày này đó, hội muốn có như dịp để cho con cháu dắt mẹ tới, để coi như là một cái niềm vui, hạnh phúc để mình chia sẻ những cái đó cho người mẹ mình. Thì tụi em tổ chức cái này buổi trưa để cho các bác tới, cho nó dễ dàng hơn là buổi tối đó thưa chị. Đúng rồi, buổi trưa thì dù sao thì trời còn sáng. Dạ vâng. Những ông bà mà mắt yếu thì cũng vui vẻ mà. Dạ vâng. Dạ. Mà không những là đưa ba mẹ đến, nhưng mà đồng thời những người nào mà không còn mẹ thì dạ cũng vâng. có thể đến được để mà mình nhớ lại dạ vâng. của mình. Dạ vâng. Những người đã qua đời. Thì Bích Phượng thấy rằng đây là một chương trình rất là có ý nghĩa, được tổ chức ở nhà hàng White Palace. Ngày dạ vâng. xưa nhà hàng này có phải là của Seafood World? Seafood World. Dạ vâng, đúng rồi. Tức là nằm ở trên đường Brookhurst mà là McFadden đó chị, trong cái plaza đó. Thì tụi em cũng có những người sponsor cái chương trình này. Tại không có sponsor thì tụi em không làm được. Right. Thành thử tụi em cũng cố gắng get sponsor để mình có những cái quỹ để mình làm ra những cái chương trình này cho cộng đồng của chúng ta. Như quý vị thấy ở trên poster đó, thì được biết là có sự thể hiện của các ca sĩ như là Thương Linh, Kevin Khoa, Hương Thơ, Andy Lê, Tuấn Châu, Quốc Tuấn, MC Thúy Anh, rồi còn có Lào Dancer ha. Dạ vâng. Wow. Có những cái hôm đó thì mình sẽ có những nhạc cải lương, ca những đặc biệt nhạc cải lương và những nhạc nghĩa là về mẹ và có những cái đoàn vũ của Hawaii. Và những đoàn vũ Thái Lan sẽ tới và đặc biệt có đoàn vũ Việt Nam mình sẽ vũ nón ở trong đó với cái ca sĩ là Thúy Trang sẽ ca trong đó thì vũ nón hôm đó thì mấy bác tới thì sẽ cũng rất là vui. Thì vé đó thì bây giờ cũng không còn nhiều lắm thưa chị. Thì xin mọi người tới ủng hộ chương trình này cho tụi em. Đây là lần đầu tiên tụi em làm trong mùa Vu Lan đó thưa chị. Thưa quý vị, số điện thoại hiện trên màn ảnh 714-418-2243. Thì bộ sao ticket sẽ bán vé này. Và những quý vị nào không tới được mà muốn ủng hộ tụi em đó thì có thể vô cái ocfest.com tụi em để donate vô trong hội để tụi em có tiền để tụi em sẽ làm những cái chương trình kế tiếp. Như là cái tên của hội thì những cái chương trình mà anh Dũng làm sẽ là có đa sắc. Dạ vâng, coi như là em muốn kết hợp với tất cả các nước để tới thì mình có thể mình chia vui với nhau chị. Thì cách đây cũng 6-8 năm thì em có làm trong Westminster Mall. Thì em cũng làm một cái sân khấu để dựng lên cho các hội đoàn Thái, Lào, Hawaii, Nhật Bản, Tàu, Việt Nam tới. Phương nghĩ là ông bà mấy cụ chắc thích lắm á. Dạ vâng. Tại vì đa sắc tộc mà mỗi một nước á, thì có những cái cách thể hiện khác nhau. Dạ vâng. Và cái những cái sắc màu á, dạ vâng. đó là những cái điệu múa dạ vâng. của cái dân tộc đó, dạ vâng. thì vẫn thấy đây là một chương trình rất là hấp dẫn. Dạ vâng. Thì thật sự ra tụi em làm cái này đó mục đích đây là để cho nghĩa là mình gratitude những người lớn tuổi chị.
Có những người, hôm nó sẽ có một người Mỹ khoảng 94 tuổi, ông ta vẫn còn active trong cộng đồng của Mỹ. Đợi để em có một người Mễ và những người Việt Nam của mình mà lớn tuổi tới, thì tụi em hy vọng là tới để mình chia sẻ những cái niềm vui với mấy bác. Tại vì thật sự ra bên này đã chỉ thấy ông con cháu nó cũng ở xa hết rồi. Bây giờ có bác, có nhiều bác cũng ngồi cũng cô đơn rồi, cũng không có chỗ để đi, thì tụi em làm cái này để tâm mấy bác đem tới cho vui đó. Hy vọng rằng ngày hôm đó thì sẽ có một gia đình nào đó với bà mẹ là trên 100 tuổi. Bà mẹ Việt Nam. Thì thật sự ra đó tụi em cũng muốn kéo những người mà lớn tuổi mà còn active đó chị, để tới để chia vui những cái ngày vui này, để mình cảm ơn những người mẹ của mình. Thì có thể là những người bố nữa. Chị thấy không, có nhiều khi tụi em làm ở này có nhiều người nói ô lễ Vu Lan là chỉ có đạo Phật thôi. Nhưng thì đối với Tuấn Dũng đó thì ai cũng có mẹ hết chị. Chị đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành hay đạo Công Giáo, mình cũng phải có mẹ. Tại vì mình sanh ra từ mẹ mình, thì đây là cái ngày mình tới mình nhớ tới để mình cảm ơn người mẹ đã nuôi mình lớn lên. Mẹ là tượng trưng cho sự yêu thương mà. Thì chị cũng biết hồi lúc mình nhỏ mình có chuyện là mình chạy tới mẹ hết, chứ không có chạy tới bố. Thưa quý vị, Bích Phượng xin nhắc lại lễ Vu Lan với chủ đề là nhớ, tức là remembrance, và được tổ chức ngày 11 tháng 8, 11 giờ gần trưa đến 3 giờ. Thì đây là cái giờ lunch và dưới khoảng 400-500 người anh. Cho nên mà thức ăn cũng ngon nữa. Thì đây có 8 món. Thành thử những bác nào mà senior đó, tức là 65 trở lên á, thì chị mua 40 đồng thôi. Thành thử do đó là em cũng muốn tất cả mọi người tới để chung vui cái ngày hôm đó. Những ca sĩ mà Bích Phượng vừa đề cập đến á, thì chị có những cái màn song ca, đơn ca. Sẽ có những song ca, đơn ca, rồi những hài kịch, rồi cả lương, để ca những cái đoạn đó cho mấy bác nghe cho vui đó thưa chị. Mà thực sự đó, cái Phượng nghĩ rằng cái mục đích chính á, là để get together. Để cho những bà mẹ, những ông bố có thể cảm thấy rằng con cái của mình nó vẫn có nhớ tới mình, nó vẫn nhớ tới mình. Nó muốn đem lại cái niềm vui cho mình trong một hai tiếng đồng hồ. Thì em nghĩ đó là một cái chương trình mà hội tụi em cũng lúc nào cũng muốn làm cái đó, để cho mình, cho cộng đồng của chúng ta, để người mình kết hợp với những cộng đồng khác tới để mình chia sẻ nhau cái niềm vui đó thưa chị. Thì chắc là anh cũng phải xin nhiều sponsor anh ha. Tụi em có sponsor, thì luôn tiện đây em cảm ơn tất cả những người sponsor đã donate cho tụi em để hội tụi em có thể tiếp tục làm những cái chương trình này. Thì em rất là cảm ơn, và cảm ơn chị Bích Phượng cho tụi em lên cái chương trình này, và Việt Face TV, và tất cả quý vị đang xem chương trình của chị Bích Phượng. Cảm ơn quý vị. Rất là nhiều sponsor, thì tụi em làm một thời gian rất là ngắn chị, thành thử sponsor họ rất rất là vui họ tới cái chương trình này. Thì hôm đó quý vị tới sẽ có những người sponsor, và em có những cái chương trình mình announce những người lớn tuổi mà còn active, tức là còn hoạt động trong communicate trong cái cộng đồng của chúng ta. Hy vọng là có bốc thăm trúng thưởng. Tụi em có quà cho mấy bác. Mình có những câu đố để hỏi, để ví dụ như con cháu đem mẹ tới, thì tụi em có những câu hỏi để nếu mà người con mà nói đúng cái gì của một người mẹ mình thích cái gì đó thì sẽ được quà. Và kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với anh Dũng Bùi, anh Lập, Vice President của Hội Từ Thiện, gọi là non-profit, tức là bất vụ lợi. Và đó là Multicultural Fest. Và chúng tôi nói về buổi tiệc ngày 11 tây tháng 8 lúc 11 giờ trưa dành cho mẹ. Và trước khi chia tay, xin mời anh nói vài lời cuối. Thì luôn tiện đây cảm ơn tất cả những sponsor và tất cả những người nào mà đã đóng góp vào cái chương trình này. Và hẹn quý vị vào ngày hôm đó là ngày tháng 8, 11 tây lúc 11 giờ trưa tại White Palace. Việt Face TV cũng mến chúc cho anh Dũng cũng như là hội luôn luôn thành công. Và tổ chức thật nhiều sự kiện. Cộng đồng của chúng ta có thể thưởng thức. Cảm ơn Việt Face TV và chị Bích Phượng, chương trình của chị đã đưa Multicultural Fest tới đây để nói chuyện cùng với quý vị. Và đó là một vài giây phút ngắn ngủi Bích Phượng nói chuyện với anh Dũng Bùi, là đại diện cho hội Multicultural Fest, và anh là Vice President của hội. Nhớ ngày 11 tháng 8, quý vị xin liên lạc với bất cứ số phone cũng như là website hiện trên màn ảnh, và quý vị sẽ được sự hướng dẫn của ban tổ chức. Chúc cho anh bình an. Tôi cảm ơn chị Bích Phượng rất là nhiều. Chào quý vị ạ. Hãy tham gia chương trình Vu Lan với chủ đề nhớ do hội Multicultural Fest Foundation tổ chức để vinh danh các bậc cao niên sống lâu nhất và tưởng nhớ những người đã khuất, thưởng thức bữa trưa 8 món tại nhà hàng White Palace chủ nhật.
ngày 11 tháng 8, 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều với các ca sĩ Thương Linh, Kevin Khoa, Gương Thơ, MC Thúy Anh, Andy Lê, Tuấn Châu, Quốc Tuấn và các màn vũ Tây Ban Nha, Lào, Hawaii và Thái Lan. Giá vé đặc biệt cho các bậc cao niên 80 tuổi trở lên. Chỉ có 40 đồng, hãy đưa bố mẹ và gia đình đến chương trình Vu Lan với chủ đề nhớ. Tại ngay cho Bosa Ticket 714-418-2499, 418-2499.